Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Mỹ lo sợ đứng ngồi không yên trước sự áp đảo của Nga trên chiến trường Ukraine. Ngày 5 tháng 9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong cuộc phỏng vấn, đây không phải là cuộc chiến với Mỹ, cũng không phải là cuộc chiến với NATO. Nga đã quyết định bắt đầu cuộc chiến với Ukraine Thật không may, những gì chúng ta đang thấy không cho phép chúng ta hy vọng rằng Nga đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến. Phản hội tuyên bố của các cơ quan chức nga rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine càng khiến xung đột kéo dài. Ông Kirby nói, cuộc xung đột này đang bị kéo dài bởi nga vẫn muốn tiếp tục. Tổng thống Nga Putin có thể kết thúc xung đột ngày hôm nay nếu đồng ý rút quân và ngồi cùng Tổng thống Ukraine Zelensky trên bàn đàm phán để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột này. Tất nhiên ông Zelensky phải đưa ra quyết định về việc liệu ông có sẵn sàng đàm phán hay không và chúng ta phải tôn trọng quyết định của ông với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao Ukraine. Quan chức Mỹ nhận định, trong vài ngày gần đây ông Putin cho thấy rằng ông không quan tâm đến điều này. Ông Putin có thể kết thúc cuộc chiến này vào ngay ngày mai mà không cần bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu ông ấy rút quân khỏi Ukraine và công nhận chủ quyền của nước này. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine hồi tháng 8 tuyên bố, nếu muốn đàm phán, Nga trước tiên phải ngừng bắn và rút quân khỏi Ukraine, sau đó mới đến các cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Trước đó đầu tháng 7, ông Podolyak cũng đưa ra những điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga, gồm có Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, công nhận quyền chủ quyền của Ukraine, trao trả tù binh và tuân thủ cơ chế bồi thường chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga đã sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine và Kiev có thể chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoài nghi các tuyên bố của Nga về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột. Ông Zelensky cho rằng, nếu Nga thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, họ sẽ không tập hợp quân dự bị ở miền nam Ukraine vào thời điểm này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, những tuyên bố của Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình chỉ là biện pháp tung hỏa mù nhằm kéo dài cuộc chiến. Ông Kuleba cho rằng Nga vẫn đang tập trung nguồn lực vào cuộc xung đột tại Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine có xu hướng leo thang gần đây và mặt trận miền Nam Ukraine nóng trở lại với các cuộc phản công của Kiev. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công mạnh ở các thành phố phía Nam sau khi được tiếp nhận thêm vũ khí hạng nặng của phương Tây. Các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thông qua đàm phán cho đến nay vẫn rơi vào bế tắc khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tại vòng đàm phán hồi tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev đã đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine. Đổi lại nước này sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, bao gồm cam kết trung lập vĩnh viễn công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass, nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugan. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Bật mí về Artemis, vũ khí Mỹ có thể giúp Ukraine tấn công Nga từ cách xa 300 km. Mặc dù đang sử dụng hiệu quả siêu pháo HIMARS do Mỹ viện trợ để tấn công lực lượng Nga trên chiến trường, song Ukraine vẫn liên tục đề nghị Washington cung cấp thêm cho họ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Archtarms MS có tầm bắn khoảng 300 km. Cho đến nay, Washington đã từ chối yêu cầu trên của Ukraine với lý do không muốn thực hiện các bước làm gia tăng xung đột. Archer MS hiện là dòng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật duy nhất đang nằm trong biên chế quân đội Mỹ mặc dù được liệt kê là tên lửa đạn đạo, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Mặc dù di chuyển trên một đường đạn đạo, Artops MS trên quỹ đạo đi xuống, thực hiện một loạt các động tác di chuyển nhanh, dễ và điều chỉnh đường bay, khiến nó khó theo dõi và khó bị đánh chặn hơn. Lục quân Mỹ mô tả Artemis là một tên lửa cơ động, nó có thể được bắn từ HIMARS hoặc là M270MLRS. Giới chức Ukraine muốn có Artemis MS để nhắm vào các mục tiêu thuộc Nga ở sau chiến tuyến. Một trong những mục tiêu mà phía Ukraine muốn phá hủy là cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Đó là cây cầu dài nhất ở châu Âu và hiện chủ yếu được các xe dân sự và tàu hỏa sử dụng. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố cây cầu đó là mục tiêu quân sự hợp pháp vì nó có thể được dùng để chuyển binh sĩ và quân nhu đến Crimea. Các sự kiện gần đây ở bán đảo Crimea bao gồm các vụ nổ bí ẩn ở sân bay Shaki khiến ít nhất 9 máy bay của hạm đội biển đen của Nga bị phá hủy đã dẫn đến những lời đồn đoán rằng Ukraine đã sở hữu Artchar MS và dùng chúng để tấn công vào Mặc dù Washington đã từ chối gửi Artchar MS tới Ukraine, nhưng nhiều đồng minh của Mỹ cũng sở hữu chúng bao gồm Úc, Bahrain, Hy Lạp, Ba Lan, Romania, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các chuyên gia không loại trừ khả năng đồng minh của Mỹ có thể đã bí mật cung cấp cho Ukraine một số tên lửa Artchar MS. Nếu thực sự sở hữu Artop MS, quân đội Ukraine sẽ sử dụng chúng như thế nào? Các sự cố ở Crimea bao gồm sân bay Shaki là những ví dụ điển hình về việc Kiev có thể sử dụng Artop MS để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của Nga ở phía sau chiến tuyến. Các trung tâm chỉ huy và kiểm soát lớn của Nga nằm ngoài phạm vi của các loại tên lửa dẫn đường chính xác và có kích thước lớn mà Ukraine đang sở hữu, có thể bị nhắm mục tiêu. Các tàu hải quân của hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu ở Stevastopol cũng sẽ nằm trong tầm bắn của Ukraine. Artimes có thể tác động đến sự sống còn của các phi công không quân Ukraine bằng cách nhắm vào các khẩu đội phòng không và máy bay Nga. Và cũng như là GMLS, Artimes có thể nhắm mục tiêu và phá hủy các cây cầu chính mà người Nga đã sử dụng trong các hoạt động tiếp tế. Chiến thuật đánh lừa đối phương được áp dụng triệt để trong xung đột Nga-Ukraine. Các chiến thuật đánh lừa trong đó có ngụy trang và nghi binh có từ xa xưa đã được vận dụng vào cuộc chiến hiện đại ở Ukraine. Thời gian qua, Mỹ viện trợ cho Ukraine nhiều tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Ukraine đã tích cực sử dụng loại vũ khí này để đánh vào hậu cứ quân Nga một cách chính xác. Do vậy, phá hủy các bệ phóng HIMARS trở thành một ưu tiên của quân đội Nga. Hiện nay, tin tức trên truyền thông quốc tế cho thấy Ukraine sở hữu một kho hàng nhà HIMARS bằng gỗ được tạo ra chuyên để thu hút hỏa lực Nga, Điều này vừa làm lộ vị trí đặt vũ khí của Nga, vừa khiến Nga lãng phí các quả tên lửa chính xác để bắn vào mục tiêu giả. Dù làm bằng gỗ, các mô hình HIMARS rất giống vũ khí thật, nhất là khi quan sát từ trên cao. Đây là một mẹo giúp quân đội Ukraine ứng phó với quân đội Nga đông đảo hơn và trang bị tốt hơn. Binh pháp tôn tử Người Ukraine đang làm mô hình mô phỏng một trong những loại vũ khí tối tân của Mỹ trên chiến trường, tuy nhiên chiêu thức này không phải là mới trong lịch sử quân sự thế giới. Nhà chiến lược, nhà triết học cổ đại Trung Quốc Tôn Tử đã khuyến khích áp dụng kế sách này trong cuốn sách mang tên ông Binh Pháp Tôn Tử được viết vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong cuốn sách đó, ông yêu cầu các chỉ huy lập ra các mồi nhử và khiến đối phương đánh giá sai lực lượng đối địch. Tôn Tử viết, tất cả việc quân đều dựa trên đánh lửa. Thời La Mã, Julius Caesar cũng tổ chức các đội quân của mình như thể đây là một lực lượng lớn hơn nhiều kẻ địch, khiến đối phương bị sao lãng và phán đoán nhầm, từ đó dễ bị tiêu diệt. Trong nhiều thế kỷ các chỉ huy quân sự cũng tìm cách tạo ra các thiết bị giả. Trong nội chiến Mỹ năm 1861 đến 1865, người ta cũng tìm cách lừa đối phương bằng cách chế ra các khẩu thần công bằng gỗ sơn đen. Một phe trong cuộc nội chiến này còn tạo ra các pháo đài giả với một hàng giả đại bác. Xe tăng giả trong Thế chiến 1. Sau khi động cơ đốt trong ra đời và được ứng dụng phổ biến trong chiến tranh, các mùi nhử trên chiến trường ngày càng trở nên quan trọng. Xe tăng được ứng dụng trong những trận chiến lần đầu tiên là trong Thế chiến 1, năm 1914 đến 1918. Sử dụng xe tăng, quân đội Anh muốn phá vỡ thế bế tắc của chiến tranh chiến hào. Khi ấy, cả quân Anh và quân Đức đều sử dụng các xe tăng giả làm từ gỗ và vải bạt có sơn màu để đánh lừa đối phương và khiến cho đối phương đánh giá quá cao sức mạnh của lực lượng đối địch. Mặc dù hoạt động cơ giới hóa bắt đầu trong Thế chiến 1, quân đội các nước châu Âu khi ấy vẫn chưa hoàn toàn cơ giới hóa và vẫn dựa một phần vào ngựa để di chuyển thiết bị, vật liệu trên chiến trường. Do vậy, các đội quân này đã dựng lên các hình nộm ngựa làm từ khung gỗ đắp chăn để đánh lừa các quan sát của phi công đối phương từ trên cao. Nghi binh quy mô lớn Thế chiến 2 Trong cuộc đại chiến này từ năm 1939 đến năm 1945, Đức Quốc xã và các đồng minh của mình cũng như liên minh các lực lượng đối lập đã thực hành chiến thuật đánh lừa trên quy mô cực lớn. Trước khi quân đồng minh vượt biển đổ bộ lên nóc băng đi của Pháp năm 1944, lực lượng Anh cũng đã sử dụng rộng rãi các xe tăng cao su, các hình nộm xe tăng này đã khiến Đức đánh giá quá cao lực lượng của quân đồng minh. Thực tế là cộng với thông tin tình báo giả mà Đức nhận được đã khiến giới lãnh đạo Đức khi ấy tin rằng quân đồng minh sẽ mở cuộc tấn công đổ bộ vào một nơi khác và do vậy chúng đã điều lực lượng Đức ra khỏi khu vực bãi biển Nong Mang Đi. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã lập ra một căn cứ đơn vị đặc nhiệm số 23 còn gọi là đội quân ma. Đơn vị này được vũ trang bằng xe tăng, xe tải, máy bay cao su và các thiết bị ghi âm hoạt động di chuyển binh sĩ và xe cộ được phát to lên bằng hệ thống loa công suất lớn. Đội quân mang này đã tổ chức các hoạt động đánh lừa trên quy mô lớn ở Bỉ, Pháp, Đức và Luxembourg. Đơn vị này được cho là đã giúp Mỹ cứu sống được hàng ngàn binh sĩ của nước họ. Khủng bố IS cũng vận dụng chiến thuật này. Lừa dối trong chiến tranh mở rộng ra cả các nhân tố phi nhà nước. Vào năm 2016, quân đội Iraq thu giữ được các mô hình bằng gỗ, mô phỏng xe ô tô Humvee và xe tăng do các chiến binh của tổ chức khủng bố cực đoan nhà nước Hồi giáo tự xưng tạo ra. Các mô hình này có mục đích thu hút hỏa lực từ máy bay của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn dắt. Dù mô hình làm bằng gỗ, nhìn từ xa chúng khá giống xe thật. Một số mô hình thậm chí còn có các ma nơ canh có dâu ở ghế tài xế để việc đánh lừa được y như thật. Thiếu sức mạnh không quân, tổ chức IS hy vọng bằng cách này sẽ phân tán sức mạnh của máy bay liên quân chống IS, vô hiệu hóa lợi thế của họ trên không và bảo vệ kho xe tải, xe tăng và xe thiết giáp chở quân mà chúng chiếm được. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h TV. Quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.